Chào tất cả anh chị, chào mừng anh chị đã trở lại với kênh YouTube của tôi ngày hôm nay. Thì trong tuần vừa qua thì mình nhận được rất là nhiều cái câu hỏi liên quan đến cái cỏ sân vườn, và mình đã chọn lựa một cái câu hỏi rất là hay và mình cũng đã từng trải qua cái vấn đề này, đó chính là cái cỏ sân vườn Nhung Nhật thì chúng ta có nên trồng bằng hạt hay không, và cái ưu và cái nhược điểm của nó như thế nào. Thì đầu tiên để trả lời được cái câu hỏi đấy thì mình sẽ nêu ra hai cái phương án, hai cái phương pháp để mà trồng cỏ Nhung Nhật. Cái phương pháp đầu tiên đó chính là chúng ta trồng bằng hạt như cái câu hỏi đấy. Và cái phương pháp số 2 là chúng ta sẽ trồng cỏ Nhung Nhật bằng những cái tấm cỏ đã được ươm trồng tại nhà vườn mà chúng ta chỉ việc mang về trải ra là xong. Đấy, thì mình sẽ đi cụ thể vào hai cái phương pháp đó và sẽ nêu những cái ưu và những cái nhược điểm của từng phương pháp. Thì hiện tại thì có thể nói là rất ít người ta chọn cái phương pháp trồng bằng hạt đối với cỏ Nhung Nhật, bởi vì nó có quá cái nhiều nhược điểm. Cái nhược điểm đầu tiên đó chính là về cái tỷ lệ nảy mầm của nó rất là thấp. Mình đã từng thử nghiệm rất là nhiều về cái phương pháp trồng bằng hạt, và mình đánh giá cái tỷ lệ nảy mầm của nó quá thấp. Mình gieo khoảng 10 hạt thì nó chỉ nảy mầm khoảng 3 đến 4 hạt thôi, cho nên là nó cũng là một cái nhược điểm rất là lớn. Rồi là cái nhược điểm số 2 của nó chính là cái thời gian chờ đợi nó quá là dài, quá là lâu đi. Chẳng hạn như chúng ta gieo hạt xuống này, sau khi làm mặt bằng chúng ta gieo cái hạt cỏ Nhung Nhật xuống thì chúng ta cần phải chờ đợi thời gian khoảng tầm từ 10 đến 13 ngày thì bắt đầu cái cỏ Nhung Nhật nó mới nảy mầm, nó mới lên được. Đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta cần phải chờ đợi khoảng tầm từ 1 đến 2 đến 3 tháng tùy theo cách chăm sóc của chúng ta thì cái thảm cỏ Nhung Nhật nó mới đè dày, nó mới che phủ được cái bề mặt đất. Đấy. Cho nên một cái thời gian như vậy là nó là rất là dài, quá là dài mà không ai có thể chờ đợi được. Đặc biệt là chúng ta khi chúng ta xây nhà này, chúng ta làm một cái sân vườn nhỏ cho cái căn nhà của chúng ta này, và chúng ta cần để khai trương gấp thì chúng ta không thể chờ đợi được như vậy. Cho nên là chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp số 2, đó là trồng bằng cái tấm cỏ có sẵn, sau khi trồng thì nó sẽ đẹp luôn. Đấy, đó chính là cái nhược điểm số 2 của trồng hạt. Cái nhược điểm số 3 đó chính là nó sẽ phát sinh cái tình trạng cỏ dại rất là nhiều. Bởi vì sao? Khi chúng ta gieo cái hạt xuống này, chúng ta phải tưới nước này, chúng ta bón phân này, rồi thì đó chính là những cái điều kiện mà để cái cỏ dại nó lên. Mà cỏ dại lên thì bắt buộc một điều là chúng ta cần phải nhổ cỏ dại, mà cái chi phí nhổ cỏ dại hiện nay rất là cao, đặc biệt đối với các cái sân vườn lớn thì chúng ta phải thuê nhân công ngoài để nhổ, đúng không? Mà nhân công làm việc ở ngoài trời thì giá hiện nay là khoảng tầm 400-500 nghìn tùy theo các bác thuê, và 400-500 nghìn một ngày thì họ chỉ làm được khoảng từ 50-100 m² đổ lại thôi, cho nên chi phí nó rất là cao. Đấy chính là cái nhược điểm số 3. Rồi nói về cái ưu điểm của nó đi, tất nhiên là nó sẽ vẫn có những cái ưu điểm. Cái ưu điểm đầu tiên của nó mà vượt trội nhất đó chính là cái giá thành của nó rất là rẻ. Chúng ta có thể mua một cái bịch hạt khoảng tầm từ 100-200 nghìn gì đấy, rồi chúng ta về chúng ta gieo cho diện tích khoảng 100-200 m² gì đấy. Đấy, giá thành của nó rất rẻ. Hoặc là chúng ta không biết mua cái cỏ Nhung Nhật đấy, cái cỏ Nhung Nhật có sẵn ở đâu thì chúng ta lựa chọn cái hạt giống. Bởi vì cái hạt giống thì nó rất là vận chuyển, chúng ta có thể mua trên thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada thì đều có. Nhưng mà đối với cái thảm cỏ Nhung Nhật mà đã được ươm sẵn đấy thì chúng ta chỉ mua được, một là chúng ta tới trực tiếp tại sân vườn chúng ta mua, chúng ta trở về, hoặc là chỉ ship xung quanh khoảng tầm vài chục cây thôi, còn nếu mà xa thì không có thể ship được. Đó là về những cái ưu và những cái nhược điểm của phương pháp trồng hạt. Rồi chúng ta cùng chuyển qua cái phương pháp số 2, đó là trồng bằng cái thảm cỏ đã được ươm trồng tại các nhà vườn. Thì cái phương pháp này thì được rất là nhiều người lựa chọn nhé, mặc dù là nó giá cao đi một xíu nhưng mà rất là nhiều ưu điểm. Về cái ưu điểm đầu tiên, không cần phải thời gian chờ đợi, thì sau khi trồng xong thì nó sẽ đẹp luôn. Chẳng hạn như ngày mai chúng ta cần khai trương, ngày hôm nay chúng ta xử lý mặt bằng xong hết, chúng ta trải cái thảm cỏ Nhung Nhật lên thì nó sẽ phủ cái bề mặt gần như là 100% và nó sẽ đẹp luôn, chúng ta không phải cần thời gian chờ đợi. Điểm số 2 là chính là cái thời gian thi công của loại cỏ này rất là nhanh. Cái ưu điểm số 3 của nó đó chính là nó sẽ hạn chế được cái tình trạng cỏ dại nó lên. Bởi vì khi mà trồng cái cỏ Nhung Nhật theo phương thức là trải thảm đấy thì nó sẽ che phủ cái bề mặt gần như là 100% rồi. Đấy, cho nên là khi nó che phủ như vậy thì ánh nắng thì nó sẽ không thể chiếu vào được, và các cái hạt cỏ dại thì khi không có ánh nắng thì nó cũng sẽ hạn chế được cái tình trạng phát triển, nên là chúng ta sẽ bớt được cái công nhổ cỏ dại khi mà trồng trải thảm nhé. Rồi thì đó chính là những cái ưu điểm của phương pháp trồng trải thảm. Còn về nhược điểm của nó thì sao? Nhược điểm thì có lẽ là giá thành của nó rất là cao. Nhưng mà để khắc phục cái tình trạng giá thành cao đấy thì chúng ta có thể trồng theo hình thức là xé miếng. Chúng ta mua một cái tấm cỏ Nhung Nhật về, chúng ta xé miếng là chúng ta trồng với tỷ lệ 1:3, tức là 1 m² giống cỏ Nhung Nhật chúng ta có thể trồng cho 3 m² cỏ sân vườn. Đấy, đó chính là những hai cái phương pháp trồng bằng hạt và trồng bằng giống cỏ có sẵn. Thì khi các anh chị xem video đến đây thì tất cả các anh chị đều có cái câu trả lời cho mình rồi, đúng không? Tức là có nên trồng cỏ Nhung Nhật bằng hạt hay không, hay là trồng bằng cái tấm cỏ đã có sẵn. Những cái phương pháp nào thì nó cũng có những cái ưu và có những cái nhược điểm nó rõ ràng, thì tùy thuộc vào những cái nhu cầu của chúng ta mà chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp để làm sao mà trồng
để mà làm sao mà đảm bảo chi phí cũng như là đảm bảo cái cảnh quan sau khi chúng ta trồng cỏ xuống. Xin chúc anh chị có một cái sân vườn đẹp như mong muốn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.